chương 201, vùng đất dung nham, một, miễn lễ. Tướng quân mặc giáp vàng mang vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói không lớn nhưng lại giống như có thi triển pháp thuật gì trong đó, truyền đến bên tai tất cả mọi người một cách rõ ràng. Đây chính là tồn tại trên cả tông sư đó sao? Khí thế thật là mạnh, thượng tướng quân bất khả chiến bại trong truyền thuyết, quả nhiên là oai hùng bất phàm, hôm nay có thể nhìn thấy được nhân vật cỡ này, xem như không uổng công đến Ngọc Long bí cảnh chuyến này rồi vô số người lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, nhìn về phía bóng dáng cao cao tại thượng kia với ánh mắt sáng rực. Trong đám người, Cố Thanh Phong nhếch môi, đây không phải cái thứ bị bồ yêu tác bay lúc chạy trốn đó sao? Biết làm giá quá chứ? Còn lũ khốn kiếp này, đúng là người này còn làm màu hơn người kia. Mẹ nó, không phải là trên tông sư, xem ra không ai giống ai cả. Tướng quân mặt giáp vàng thấy thỉnh thoảng đám người còn âm thầm truyền ra tiếng trò chuyện thì không khỏi nhướng mày, yên lặng sau một tiếng vang lên một cổ khí thế uy nghiêm bốc lên từ trên người ông ta trong phút chốc nó càng quét ra toàn bộ giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy như mình đang bị một con thú tớn tiền sử để mắt đến trong lòng lập tức nhảy lên một cái chỉ một lát sau toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ chỉ nghe tướng quân mặt giáp vàng thản nhiên nói vài ngày trước ngọc long bí cảnh bị hao tổn ngoài ý muốn lần này chính là lần cuối cùng ngọc long bí cảnh được mở ra thời gian mở ra ước chừng có thể duy trì được ba ngày, sau ba ngày, Ngọc Long bí cảnh sẽ không còn tồn tại nữa, các ngươi nhớ lấy. Đa tạ tướng quân nhắc nhở, tướng quân mặc giáp vàng khẽ gật đầu với đám người, tay ông ta lập tức chấp trước ngược, trên người bỗng phát ra luồng khí thế kinh người, trong miệng đột nhiên quát lên một tiếng, mở, sau khi hắn ra lệnh một tiếng, mây trời đột nhiên biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía. Một màn ánh sáng hơi mờ mờ như vỏ trứng gà hiện lên bên trên thanh sơn đám người nhìn về phía màn ánh sáng, chỉ nhìn thấy trên đó có thật nhiều vết nứt, lít nha lít nhít, mà tất cả những vết nứt đều được lan ra từ chỗ đỉnh của Thanh Sơn, thật giống như có người cầm một quả trứng gà khẽ đập một cái lên bàn tạo ra vết nứt. Sau một lúc, hai tay vốn đang chấp trước ngực của tướng quân mặt giáp vàng đột nhiên mở ra, chỗ màn ánh sáng nơi chân núi đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng dài khoảng mấy chục thước, bên trong vết nứt là một vùng tăm tối, giống như lỗ đen vậy lại giống như một cái vực sâu lớn đang nuốt chửng hết vạn vật vốn không thể nhìn rõ tình huống bên trong ngọc long bí cảnh đã mở nhanh đi vào đi giọng của tướng quân mặt giáp vàng vang vọng bên tai mọi người đệ tử của mười đại môn phái và tứ đại thế gia ào ào bước đến chỗ vết nước sau đó bóng dáng từng người một đều bị vết nước kia nuốt chửng không rõ tung tích nhìn thấy cảnh này lúc này lệ thiên nhận nói với cố thanh phong và lý tiểu thúy cố thanh phong mặc dù thiên phú ngươi không tầm thường nhưng dù sao thời gian tiếp xúc với đan đạo còn ít, Lý Tiểu Thúy xuất thân là thế gia đan đạo, kinh nghiệm phong phúc, hai người các ngươi nhất định phải phối hợp với nhau, như vậy mới có tỷ lệ cao nhận được truyền thừa. Ừ ừ, biết rồi, Cố Thanh Phong nói một cách qua loa. Lý Tiểu Thúy thì lại lạnh lùng khẽ gật đầu chứ không nói gì. Được rồi, các ngươi đi đi, ta sẽ chờ các ngươi ra ở chỗ này. Hai người Cố Thanh Phong và Lý Tiểu Thúy chen chút trong đám người, chậm chạp ung dung đi vào trong vết nước, nhắc đến cũng lại lùng, đâu phải người nào đi vào trước là sẽ lấy được bất lão đang kia đâu, thế mà cả đám người như bị điên, cố sức chen lấn, cứ như đứng xếp hàng soát vé trên tàu cao tốc, người đứng đầu có thể đi vào tàu ngồi, người xếp cuối đi vào cũng có thể lên xe, có gì hót mà chen lấn, đã bao giờ gặp qua người đang đứng hàng đầu mà cạch, ngừng soát vé, không cho vào chưa? Người ta đã đặt vé lâu rồi, tất nhiên sẽ được chừa đủ thời gian lý tiểu thúy cũng hiểu được đạo lý này hai người không ai nóng nảy cả cùng nhau đi theo đội ngũ sau cùng nhất nhúc nhích từng bước ước chừng sau một nén nhang cố thanh phong và lý tiểu thúy cũng đi đến bên vết nứt nhìn vết nứt lớn với chiều dài mấy chục mét bên trong là bóng tối sâu vô tận hai người cũng không sợ hãi chút nào mà tiến thẳng vào bên trong trong nháy mắt ngay khi bước vào cố thanh phong có thể cảm nhận được một cách rõ ràng không gian đang chuyển đổi dù sao cũng có được không gian dị độ thuộc về mình loạt ảm giác này rất giống với lúc bước vào không gian dị độ, thậm chí hắn còn cảm thấy chỉ cần mình phát lực là có thể đánh đứt mạch chuyển đổi không gian này. Chẳng qua Cố Thanh Phong cũng không làm vậy, từ lần trước sau khi xém xíu nữa một cước giảm nát Ngọc Long bí cảnh xong, hắn đã biết Ngọc Long bí cảnh rất yếu, hơi không để ý một chút là có thể làm cho nó vỡ thành mảnh vụn, như vậy bất lão đan và luyện thần chi pháp cũng chẳng còn, cho nên lúc nào hắn cũng phải cẩn thận, những người tiến vào bí cảnh cũng như hắn vậy, bọn họ cũng rất cẩn thận chỉ là bọn họ đang cẩn thận với những mối nguy hiểm tồn tại trong bí cảnh còn cố thanh phong thì đang cẩn thận kẻo mình lai dùng sức phá bí cảnh thành mảnh vụn sau một hồi chuyển hóa không gian cũng hoàn tất sự u tối trước mắt đã rút đi thay vào đó là một mảnh trời đỏ rực đưa tầm mắt nhìn ra cả một mảnh trời đều là màu đỏ giống như cả đất trời đều đang bốc cháy thật sự đúng là cháy rồi bởi vì nơi này rõ ràng là một vùng đất dung nham chương hai trăm hai vùng đất dung nham hai dung nham màu đỏ sậm phủ kín mặt đất thật sự giống như biển cả mênh mông vô bờ bầu trời cũng bị đốt thành màu đỏ luôn từ xa nhìn lai chỉ thấy một biển lửa ngập trời đang chảy ngang dung nham đang điên cuồng bốc lên phía trên giữa biển dung nham này có một ngọn núi lửa cao vút trên mây trên đỉnh ngọn núi lửa còn có nham thạch màu đỏ sậm đang phun ra ngoài kèm theo đám khói đen cuồn cuộn tiếng vang ầm ầm cực lớn vang lên khắp bốn phía còn kèm theo không ít nham thạch bị đốt cháy đỏ bừng bắn lên không trung rồi nhanh chóng rớt xuống giống như ngôi sao đỏ không ngừng lặp lại tạo nên những vết cắt đỏ rực trên không trung. Đi vào nơi này, mọi người đều cảm thấy một luồng sóng nhiệt vô tận xâm nhập, chỗ dưới chân bọn họ giờ đây là vòng không gian đất lành duy nhất còn chưa bị dung nham ăn mòn. Lúc này, giữa đất trời lại vang lên một đạo âm thanh uy nghiêm, đây là cửa thứ nhất, khảo nghiệm thiên phú điều khiển lửa của các ngươi. Chỉ có người có thiên phú đủ mạnh mới có thể đi xuyên qua vùng đất dung nham tiến vào cửa ải tiếp theo, mặt khác, nhắc nhở các ngươi một câu, Nơi đây có bày trận pháp cấm bay, không được phi hành, muốn bò lên trên núi lửa thì chỉ có thể đi bộ trong biển lửa mà thôi. Sau khi giọng nói uy nghiêm kia nói xong thì liền giống như tiêu tán đi mất, dường như chưa xuất hiện bao giờ. Lúc này, Lý Tiểu Thúy đang đứng ở bên cạnh Cố Thanh Phong lạnh nhạt nói, "Đây là thủ hộ chi linh của Ngọc Long bí cảnh vừa nói chuyện đó, nó phụ trách cửa ải của bí cảnh." Cố Thanh Phong khẽ gật đầu biểu thị đã biết, lập tức nói với Lý Tiểu Thúy: hẳn là ngươi đã nghe từ chỗ lão lệ về chuyện thiên phú khống chế lửa của ta rồi ha, có cần ta ông ngươi qua đó không? Lý Tiểu Thúy khẽ liếc nhìn Cố Thanh Phong một chút, không nói gì mà trực tiếp đi vào trong dòng dung nham. Ui cha, có cá tính quá nhỉ, ta thế này gọi là kính già yêu trẻ, là truyền thống đạo đức tốt đẹp, nếu không ngươi cho rằng ta muốn ông ngươi à, ta còn lo cấn tay đó. Nói nhảm hai câu xong, Cố Thanh Phong cũng không vội đi mà nhìn quanh mấy tuyển thủ dự thi khác mấy con cháu của thế gia và danh môn đại phái đã sớm bước vào dòng dung nham bởi vì ngọc long bí cảnh mở ra cũng nhiều cho nên bọn họ đều biết mỗi cửa sẽ kiểm tra cái gì cho nên đã chuẩn bị từ trước có người lấy tích hỏa phù ra có người lấy linh binh thuộc tính hỏa ra còn có người uống hỏa hành đan dược đủ loại phương pháp nhưng cũng rất là hữu hiệu tuyển thủ của mỗi nhà trong các thế lực lớn dự thi cũng không chỉ có một vị thường đều là năm sáu người hay thậm chí là mười mấy người trong bọn họ chỉ có một người là trung tâm những người còn lại đều đến vì cướp đoạt bất lão đang giúp hắn những trung tâm này cũng không ngoại lệ tất cả đều tu luyện công pháp thuộc tính hỏa tu vi đã đạt đến nội khí cảnh đỉnh phong là thiên kiêu trong đám người bọn họ cưỡng chế đè ép tu vi không để đột phá lên chân khí cảnh cực khổ rèn luyện linh hồn đều là vì ngày hôm nay cả có thể nói những người này là được thế lực sau lưng bọn họ chuyên môn bồi dưỡng ra vì ngọc long bí cảnh những người này cũng không thẹn với cái danh thiên kiêu hoàn toàn chẳng cần bất kỳ sự trợ giúp gì từ bên ngoài, chỉ bằng vào thực lực của bản thân xông vào biển lửa, đồng thời không chỉ như vậy, bọn họ còn tiến lên với tốc độ cực nhanh, rất nhanh sau đó đã bỏ lại phần lớn những người khác ở phía sau. 50 vị trí đầu cơ bản đều là người của các danh môn thế gia, những môn phái bé nhỏ hoặc là mấy vị tán tu còn ở lại, trong 50 người mới nhìn thấy được mấy người, còn lại vẫn đều là người của danh môn thế gia. Mà trước mắt xếp ở vị trí thứ nhất là thiên kiêu linh dược sơn đã xuất hiện bất thình lình bằng cách kiêu ngạo nhất kia xuất thân là tông môn đan đạo đối với hắn mà nói thuật khống chế lửa quả thực chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước mà thôi ngoại trừ những kẻ mạnh này vẫn còn có rất nhiều người đến đây thử vận may hẳn còn do dự thậm chí sau khi nhìn thấy dung nham sông, đã dứt khoát xoay người lần theo kẻ nước quay trở về từ lâu rồi tuy họ đã nghe nói qua tầng thứ nhất của ngọc long bí cảnh là cái gì từ trước rồi thế nhưng loài người chính là như vậy không đâm vào tường thì nhất quyết không quay đầu, không tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn sẽ luôn ôm ấp nổi mong chờ vào vận may. Có điều người như vậy vẫn xem như có thể dạy dỗ được, ít nhất biết quay đầu về, mà trong đám người này có một thành phần nhỏ, đâm vào tường cứng nhất quyết không quay đầu, thậm chí ngay từ đầu đã không quay lại được rồi. Nhóm người ấy trên tay cầm lá phù triện cách nhiệt trẻ mạc, dán ở trên người rồi cắn răng nhảy vào trong nham thạch, sau đó, không còn sau đó rõ ràng bị lũ dân buôn đen lừa rồi. Lúc vừa mới ở bên ngoài bí cảnh, Cố Thanh Phong để ý có một vài người kỳ lạ. Nhóm người đó không đến đây để đi vào bí cảnh, ngược lại len lén luồn lách giữa đám đông, bí mật tìm người bắt chuyện. Sau đó dám dúi vén áo lên lấy từ bên trong ra từng sắp phù triển cách nhiệt, hỏi một câu, mua phù không anh bạn? Hàng thật tuyệt đối đấy, hàng do chính thiên sư phụ sản xuất, có một vài tán tu hoặc đệ tử của tông môn nào đó, có lẽ do môn phái quá nhỏ chưa từng va chạm xã hội liền mua thật. Bởi kẻ bán phù cố sống cố chết thề, giả nhất định bồi thường, thậm chí đền cả mạng cho. Chương 203, thần cũng phải có phong cách của thần, một, cố thanh phong nhìn qua một vòng, bấy giờ các đệ tử thế gia danh môn đi tuốt đằng trước đã đi xong một phần ba chặng đường, nhanh nhất chính là thiên kiêu của Linh Dược Sơn, cách hỏa Sơn chỉ còn nửa quãng đường. Nhưng khi đi được hơn nửa quãng đường, tốc độ của bọn họ bắt đầu chậm lại, bởi từ trong nham thạch tuôn ra từng con từng con viêm ma lửa phủ kín toàn thân, chảy xuôi theo dung nham màu đen đỏ nóng rực. Những con viêm ma này có dáng vẻ giống hệt con người, cao nhất tầm 5 mét, thấp nhất cũng phải gần 3 mét, bọn chúng gầm thét chặn người tiến về phía trước. Một vài người yếu nhất bắt đầu bị viêm ma trừ khử, nhân số bắt đầu giảm mạnh, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Cố Thanh Phong hơi lắc lư cơ thể, chuẩn bị xuất phát, tuy nhiên hắn lại đang tự hỏi, rằng ta có nên làm theo quy trình giống mọi người, hay lao thẳng qua cửa nhỉ? Nghĩ một hồi cố Thanh Phong cũng có đáp án, ta đây rõ ràng là thần, sống khiêm tốn là cái mẹ gì chớ, không thấy tông sư của mấy thế lực lớn ngoài kia thích ra vẻ đến thế kia à, đây còn không phải không có thực lực, có thực lực đương nhiên phải tùy tâm sở dục rồi, muốn làm gì thì làm nấy, ai thèm chơi món đồ chơi giống mấy thằng bằng hữu nít tranh này nữa, vừa nghĩ tới đây, cố Thanh Phong bước một bước, rơi thẳng xuống dung nham nóng chảy bản thân hắn đứng yên ở phía trên nham thạch nóng cháy, nhiệt độ cao khinh khủng đến thế bị hắn coi như không có gì. Dung nham vốn đang sôi trào ầm ầm nhìn thấy cố thanh phong song giống như nhìn thấy hoàng đế của mình, tất cả ngừng sôi trào, tĩnh lặng như màn nước động. Sau đó, ngự hỏa thiên phú trong nháy mắt phát động, chỉ thấy một luồng gió mát kỳ quái từ dưới chân nổi lên, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ nham thạch nóng trực kia, đột nhiên. Tất cả dung nham ở vùng đất nham thạch này đột nhiên dừng khựng lại, không chảy đi, không bốc lên giống như mặt biển rộng trong cơn giông tố chợt bình yên gió êm sóng lặng cái loại cảm giác đột ngột chuyển giao giữa cực động sang cực tỉnh khiến tất cả mọi người trong chốc lắc đều kinh hãi chuyện gì xảy ra vậy sao dung nham dừng chảy hết thế kia mau nhìn mấy con viêm ma kia kìa một tiếng hét kinh hãi thu hút hướng chú ý của mọi người tất cả đều hướng tầm nhìn về phía viêm ma khiếp sợ phát hiện viêm ma vốn hung uy hiển hách ấy thế lúc này trên mặt lại xuất hiện dáng vẻ sợ hãi vô cùng nhân tính hóa. Đình chỉ lại hết tiếng công lẫn cử động, trong nhất thời, ánh mắt của tất cả viêm ma đều hướng về cùng một chỗ. Mọi người theo ánh mắt của viêm ma nhìn sang, chỉ thấy một đoàn người đen kịt lúc nhúc ở đằng sau, ai cũng khó hiểu, không biết rốt cuộc viêm ma đang nhìn cái gì. Ngay sau đó, một khung cảnh càng khiến người ta sợ hãi phát sinh tất cả viên ma đồng loạt hướng về phía đó quỳ xuống, cơ thể chúng run rẩy, dường như đang cầu xin tha thứ, đang quỳ lạy một vị nhân vật khủng bố. Ngay lúc mọi người không biết ra sao vào sao, nham thạch nóng lại nổi sóng, đám người đứng phía trên nham thạch nóng hổi đột nhiên không đứng vững, tu vi cao miễn cưỡng mới đứng yên được, một vài kẻ thực lực kém hơn thậm chí còn ngã xuống nham thạch nóng. May mắn là nham thạch nóng thế ấy vậy lại như nguội lạnh đi rồi, nếu không những kẻ này không chết cũng phải lột mất một tầng da thế này là thế nào nham thạch nham thạch sao lại rút về sau thế mọi người hoảng sợ phát hiện nham thạch nóng dưới chân mình thế mà như nước chảy điên cuồng rút về phía lối vào như thể có thứ gì đó đang hút bọn nó vậy bọn họ bắt đầu kinh hoảng bắt đầu mất bình tĩnh để giữ vững cơ thể họ chỉ có thể chạy về phía ngược hướng nham thạch rút về giống như đang chạy trên máy chạy bộ nham thạch càng chảy càng nhanh dần dần một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ từ dưới đáy nham thạch chảy phóng ra như có nhân vật mạnh đến không gì sánh bằng nào đó đang lột xác. Ngay sau đó, truyền, dung nham nóng chảy bùng nổ, theo sau là tiếng rồng ngâm vang trời vọng ra. Rào. Ngay đó, tất cả được chứng kiến một cảnh tượng cả đời này không thể nào quên nổi, chỉ thấy nham thạch đỏ rực vô cùng vô tận tập trung lại thành một con cự lông màu đỏ sậm dài vạn trường. Con cự lông này dường như từ bên trong luyện mục lao ra, nửa thân trên treo lơ lửng ở phía trên dung nham, vươn lên bầu trời, nửa dưới móc dưới nham thạch, uy áp nghiêng trời lật đất. Theo sự xuất hiện của nó, mặt biển dung nham trong nháy mắt hạ thấp xuống mấy trượng, một vài địa thế thấp hơn thậm chí còn lộ ra mặt đất nám đen. Con cự long dài vạn trượng vừa xuất hiện, suýt chút nữa đã hút cạn toàn bộ biển nham thạch nóng cháy. Cự long vừa hiện thân, một luồng sóng nhiệt ngập trời cuốn đến, giống như mặt trời mới lên, mang theo xu thế đốt cháy toàn bộ vô số con em thiên kiêu thế gia hoảng sợ nhìn con rồng bằng dung nham che khuất cả trời này mặc cả đám trắng bệch kinh hoàng rồng sao có rồng ở đây ngọc long bí cảnh tồn tại hàng trăm năm đã mở ra rất nhiều lần chưa bao giờ nghe nói tầng cửa thứ nhất có rồng chạy mau chúng ta không phải đối thủ của nó chạy mau lên vô số người bởi vì quá sợ hãi mà gào thét theo bản năng nghĩ muốn chạy trốn nhưng đúng lúc này đột nhiên có người tinh mắt khiếp sợ phát hiện đằng trên đầu rồng bất thình lình có một người đứng đó, nhìn kìa. Trên đầu rồng có ai kìa? Một tiếng hét kinh hoàng kéo theo sự chú ý của mọi người, bọn họ đều tìm theo tiếng phát ra, đều cho rằng bản thân gặp ảo giác, bởi trên đầu rồng đúng là có một người đứng đó. Chính là Cố Thanh Phong, chương 204, thần cũng phải có phong cách của thần, hai, Cố Thanh Phong ngạo nghệ đứng trên đầu rồng, sắc mặt bình đạm, ánh mắt bể nghệ nhìn xuống chúng sinh nhìn sắc mặt khiếp sợ khủng hoảng của đám thiên kiêu kia cố thanh phong thầm suýt xoa đây mới đúng là tác phong nên có của thần chớ nhường đường giọng nói bình đạm lại vô cùng uy nghiêm dưới tác động của linh hồn lực truyền khắp chỗ này vang vọng bên tay mỗi người sau đó cố thanh phong phát động thiên phú ngự hỏa thúc trồng nham thạch như đế vương đi tuần chạy thẳng về phía hỏa sơn nơi đi qua sóng nhiệt tập kích dung nham quay cuồng dần dần nóng lên đối mặt với con quái vật lớn che trời này tất cả đệ tử con cháu thiên kiêu thế gia không thể không kinh hãi nhường đường được kẻ này rốt cuộc là ai lẽ nào cũng là người đi vào ngọc long bí cảnh sao thế được dựa vào uy thế này loại thủ đoạn dùng nham thạch hóa thành rồng ít nhất cũng phải là tông sư nhĩ sao hắn lại xuất hiện trong bí cảnh được vô số nghi vấn bùng nổ trong đầu bọn họ cố thăm dò sức mạnh của cố thanh phong muốn xem hắn có phải tông sư thật hay không kết quả bất thình lình phát hiện, vải cả trưởng sao lại là tụ khí bát trọng, bớt đùa, lại đi nhá. Thủ đoạn khống hỏa như vậy, cự long kinh người vạn trượng như vậy, quái nào vẫn chỉ là tụ khí bát trọng. Chả lẽ tu luyện công pháp ẩn giấu thực lực? Nhưng cũng không đúng, Ngọc Long bí cảnh hạn chế những kẻ có tu vi vượt qua chân khí cảnh đi vào, nếu hắn là tông sư, vậy hắn vào đây bằng cách nào? Cố Thanh Phong hưởng thụ ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người trong khi họ còn chố mắt nhìn, thì hắn ngồi trên đầu rồng, thoáng cái đã vượt qua tất cả, đến hỏa sơn. Thật ra chỉ dựa vào thiên phú ngự hỏa thôi không thể nào làm được dừng lại rồi hút hết biển nham thạch nóng chảy thế được, thế nhưng đừng quên cố thanh phong đây còn có linh hồn kiến thần bất hoại. Nhờ sự trợ giúp của sức mạnh linh hồn lực cường đại đến tột cùng vượt qua cả hóa long cảnh đỉnh phong này, thiên phú ngự hỏa được bạo pháp lên đến cường độ không tưởng, cố thanh phong nhìn chăm chầm về phía hỏa sơn cao chót vót khuất mình trong mây, vừa nghĩ trong đầu cái thân rộng vương thẳng lên đầu rộng hướng lên không đưa hắn đến vị trí ngang bằng với miệng núi lửa mà ở nơi ấy lại xuất hiện một quan môn phát sáng đứng sừng sững hiển nhiên phải xuyên qua quan môn này mới có thể đi vào ai tiếp theo của bí cảnh nhưng cố thanh phong không đi vào lại đứng im ở bên ngoài bắt đầu chặn cửa khó khăn lắm mới đến được đây há lại chỉ chăm chăm vào mấy vật chết như bất lão đang hay là thần luyện chi pháp làm gì phải hiểu bản thân con người chính là tài phú lớn nhất. Mấy thằng thiên kiêu thế gia đã chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn phải giàu đến chảy mỡ, không làm thịt vài tên thì phí của giời. Lãng phí là một tội lớn, không đúng, sao có thể nói là làm thịt chứ? Ta đây có lòng tốt giúp các ngươi đỡ mất thì giờ vượt ải biển nham thạch, giảm mạnh độ khó qua ải, bảo đảm tất cả các ngươi không một ai qua ải phải tốn một tí sức nào, thế các ngươi không cảm ơn ta được tí nào hở? tìm đại luyện còn phải tốn tiền đấy huống chi thay mặt thông qua cả một bí cảnh về phần hành động này liệu có đắc tội với các thế lực lớn không cố thanh phong bày tỏ hắn đây không quan tâm bỏ qua thực lực của bản thân không nói làm gì chỉ nói đến sau này hắn có được bất lão đang còn có thần luyện chi pháp đã trở thành một chữ sánh ngang vương thân phận cao quý đến thế cũng đủ để bọn họ ngưỡng vọng nịnh hót rồi tất nhiên cũng có hạng người trong lòng có suy nghĩ xấu xa âm thầm rình rập Thế nhưng đừng quên phía trước Cố Thanh Phong đã có đế đô làm nền. Hắn sẽ vào thời điểm thích hợp, vô tình tiết lộ thân phận đệ tử của thần, đến lúc đó, hai thân phận xếp chồng lên người, đến cả lão gia hoàng đế nhìn thấy hắn cũng phải cúi người. Hắn sắp sửa trở thành kẻ tôn quý nhất vương triều đại viêm này rồi, đến lúc đó, những kẻ ngày hôm nay bị hắn vơ vét tài sản e rằng không coi đây là nỗi hổ thẹn nữa, trái lại còn có thể lấy đó làm quan vinh, gặp ai cũng có thể khoác lác chém gió năm đó ta đây cũng có chút quen biết với vị đại nhân kia đấy, nghĩ đến tận đây rồi, cho nên Cố Thanh Phong liền đứng im bất động chặn cửa, nhưng hắn đợi cả một lúc lâu rồi mới phát hiện, không ai đi qua đây hết, thì ra trong lòng đám người này vẫn còn linh hải, cả đám như hóa đá hết cả, trận tròn mắt, đến nháy cũng không nháy một cái, nhìn Cố Thanh Phong đứng ở trên đầu cự long chầm chầm, nhìn là biết vẫn chưa tỉnh hồn lại. Quay tố chất tâm lý không ổn đâu nhá, thế mà là thiên kiêu cơ à, cố thanh phong bất mãn lầm bầm hai câu để đám người này chạy đến cố thanh phong hết cách đành phải đánh đòn phủ đầu trước ta dọn trở ngại cho các ngươi hết rồi đấy các ngươi còn không mau đến đây đi giọng nói uy nghiêm đánh tỉnh cả đám người bọn họ cuối cùng cũng phản ứng lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn cố thanh phong có kính nể có nghi ngờ cũng có mừng rỡ cuối cùng mọi người không chần chừ nữa đều xuyên qua nham thạch nóng chảy bò về phía hỏa sơn nhanh nhất tất nhiên vẫn là thiên kiêu của linh dược sơn vẫn luôn dẫn đầu kia rồi hắn là người đầu tiên leo được lên đỉnh núi phức tạp nhìn cố thanh phong chần chừ một hồi đa tạ hắn nói cảm tạ ở đây không phải cố thanh phong dọn sạch cản trở bởi hắn không cần chương hai trăm linh năm kiếm một món tiền hời hắn nói cảm tạ ở đây chính là sức mạnh của cố thanh phong hắn cho rằng cố thanh phong rất cả thể là cường giả dùng bí pháp che đậy tu vi của bản thân mà bây giờ thân ở trong bí cảnh không phải bên ngoài đối mặt với cường giả có lễ phép hay không đều sẽ phải trả giá thật lớn. Nói lời đa tạ xong, thiên kiêu linh dược sơn đang định đi vào quan môn, bấy giờ cố thanh phong mỉm cười đáp, không cần khách sáo, hân hạnh được phục vụ, một ngàn lượng. Thiên kiêu linh dược sơn ngẩn cả người, tiền bối ngài nói gì cơ, nụ cười mỉm của cố thanh phong không thay đổi, lặp lại, ta nói, hân hạnh được phục vụ, thu ngươi một ngàn lượng, thiên kiêu linh dược sơn sững sờ hoàn toàn rồi, trận mắt há mồm nhìn cố thanh phong uy phong cái thế chân đạp cự long vạn trường thoáng chốc không thể nào động não được thế phong phạm cao nhân đi đằng nào hết rồi sao ngươi không muốn à rõ là linh dược sơn đến cả cái phẩm chất đạo đức có ơn báo ơn cũng không có hả khuôn mặt tươi cười của cố thanh phong trầm xuống trong giọng điệu ngập mùi uy hiếp cùng lúc đó cự long ở bên cạnh cũng theo đó gầm một tiếng dung nham nóng bỏng trong miệng tuôn ra giang giụa thiên kiêu linh dược sơn bị cự long nhìn vào rợn hết cả tóc gáy vội vàng tỉnh hồn lại móc ra từ trong người một ngàn lượng bạc trắng đưa cho cố thanh phong sắc mặt của cố thanh phong không vui nói đùa hở ta bảo là vàng thiên kiêu linh dược sơn nghẹn thở nhìn ánh mắt uy hiếp của cố thanh phong chỉ phải nhìn đau đổi bạc thành vàng từ trẻ nhỏ dễ dậy vào đi thôi cố thanh phong vui mừng vỗ vai tiểu tử này ý bảo hắn đi vào đi hắn còn có thể nói gì người dưới mái hiên không thể không cúi đầu đợi ra khỏi bí cảnh xem ngươi chờ đấy thiên kiêu linh dược sơn nuốt giận đi vào lúc này một vài thiên kiêu của các thế lực khác cũng đến nơi để tiết kiệm thời gian cố thanh phong bảo cự long trực tiếp hỏi thăm bọn họ thân thiết một hồi rồi yêu cầu thù lao những người này đúng là một đám thức thời không nói hai lời hai tay dâng lên những người đằng sau đều dùng sắc mặt cổ quái nhìn cái cảnh ai ai cũng phải cầm nín trước quan môn ai cũng không phản kháng đều chủ động giao lộ phí. Một vài người không đủ tiền, cố thanh phong cho cút xéo luôn. Vậy cũng tốt cho họ, đến cả một ngàn lượng vàng cũng không lấy ra được, cũng có thể tưởng tượng ra được thực lực kém đến giường nào. Nếu không nhờ cố thanh phong giảm bớt nhiệt độ nung chảy của dung nham, đám người này đã chết trong biển lửa từ lâu rồi, hiện giờ vẫn còn không biết trời cao đất rộng đòi đi qua ải nữa, đây chả phải tiền chết thì là gì. Ngay đó, Lý Tiểu Thúy cũng bò lên nha đầu đó cuối cùng cũng không bị liệt mặt nữa rồi, mà dùng ánh mắt phức tạp đánh giá Cố Thanh Phong, trong đó có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có mừng rỡ, nhiều loại nữa hơn kìa. Cũng không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, Cố Thanh Phong mỉm cười ngã tay ra trước mặt Lý Tiểu Thúy, nể mặt người quen biết, bớt cho ngươi, 500 lượng vàng thì đi qua. Tất nhiên nếu ngươi không có tiền, cũng có thể dùng cách khác gán nợ, thí dụ như dùng mồm, đây, Lý Tiểu Thúy dứt khoát lôi ra một ngàn lượng vàng đưa cho Cố Thanh Phong, sau đó đầu không ngoảnh lại đi vào quan môn ấy ta đã nói xong đâu ví dụ dùng mồm nói với ta một tiếng cảm ơn là được nhưng lý tiểu thúy đã đi vào quan môn từ lâu rồi chả biết có nghe được câu nói tiếp theo đó không cố thanh phong hơi buồn bực cái cô lý tiểu thúy này chắc chắn nghĩ sai hiểu lầm ta rồi ê các ngươi có một ngàn lượng vàng thì đi qua không thì cút xéo đừng có làm trễ nải thì giờ của ta đợi trải qua ngưỡng cửa một ngàn lượng vàng qua quan môn do cố thanh phong đề ra vốn cả mấy vạn người xông vào bí cảnh bị loại hẳn chín phần đúng là tỷ lệ đào thải còn cao hơn cả vùng dung nham hết cách rồi một ngàn lượng vàng đối với một số kẻ nội khí cảnh không phải một con số nhỏ đặc biệt là khi để tham gia bí cảnh có rất nhiều người đã tiêu sạch gần như toàn bộ tài sản của chính mình mua đan dược mua phù triện linh binh thích hợp cũng chẳng mấy dư tiền chỉ đành chịu khổ bị loại ra ngoài thật ra cố thanh phong làm vậy cũng để cứu họ ngọc long bí cảnh mỗi lần đều chết rất nhiều người hơn nữa đại bộ phận cái chết đều rơi trên người đám tép tranh thực lực chả ra làm sao cả với cả hắn đây còn phải lấy cho bằng được bất lão đan và thần luyện chi phát đám người kia cứ biếu không mạng mình như thế chi bằng cút mau cho khuất mắt ải thứ hai mọi người đi vào một khu rừng ở đây núi xanh trùng điệp cuốn quít lấy mây trắng bên trong còn có nước chảy róc rách suối thác uốn lượng rừng rậm đan nhau tất cả cùng nhau tranh đoạt cùng nhau tường hòa giống như một bức tranh thủy mặc hùng hồn tráng lệ cảnh sắc đẹp quá một nữ tử bên trong đám người không khỏi thán phục đã sớm nghe nói cửa ải thứ hai chính là kỳ cảnh của nhân gian hôm nay được tận mắt chứng kiến đúng là bất phàm hừ cảnh thì đẹp đấy đáng tiếc lại giấu sát khí bên trong chính lúc mọi người còn đang xì xào to nhỏ cảm khía giọng nói của tinh linh thủ hộ bí cảnh lần nữa từ bên trong cõi bí ẩn nào đó truyền đến. Khảo nghiệm ải thứ hai chính là năng lực cảm biến của linh hồn các ngươi, trong này có một trăm luồng linh dẫn, ẩn giấu ở trong mọi ngõ ngách, linh dẫn mờ ảo, chỉ có kẻ có sức mạnh linh hồn mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được vị trí của chúng. Kẻ nào có được linh dẫn liền có thể đi qua quan môn, bước vào ải tiếp theo, chương 206, Cố Thanh Phong vì người quên thân, một, tinh linh thủ hộ vừa dứt lời, đoàn người nháy mắt giải tán ai nấy cũng đều mau chóng di chuyển len lỏi khắp núi rừng tìm kiếm linh dẫn đối với nội dung ải thứ hai những người này đã sớm rõ ràng cho nên không chần chừ gì hết xong đi tìm phải biết linh dẫn chỉ có vỏn vẹn một trăm cái người đi vào ải thứ hai lên đấy mấy ngàn người điều này cũng có nghĩa số hạng tấn cấp chỉ có một trăm phần lớn người đều phải loại bỏ không hề có thời gian để trì hoãn hơn nữa không ai muốn người bị loại chính là mình Cố Thanh Phong nhìn mọi người đang hành động kia, bản thân hắn lại không vội tí nào, ngược lại còn lộ ra vẻ hứng thú. Khảo nghiệm linh hồn lực Ha ha, ta đây cảm thấy đây là khảo nghiệm sức mạnh thì đúng hơn, hay đấy chứ? Có được linh dẫn vẫn chưa thể qua ải ngay được, mà cầm linh dẫn đi đến quan môn mới tính là có thể tiến vào ải tiếp theo, ở giữa có một khoảng thời gian. Trên lệch thời gian này cũng đủ để một số người làm ra rất nhiều chuyện rồi. Linh dẫn chỉ có một trăm, người còn lại không tìm được sẽ như nào ngoan ngoãn buông bỏ chắc sao lại thế được cho nên bọn họ chỉ có thể cướp thôi bởi cái gọi là cướp vận may của người khác giống như giết cha mẹ người ta vậy thế nên trong quá trình đánh cướp linh vẫn không biết có biết bao người phải tán mạng lại đây cho nên cố thanh phong mới nói cái cửa ải thứ hai này trong bên ngoài thì đúng khảo nghiệm linh hồn lực thực chất sâu nữa chính là khảo nghiệm sức mạnh kẻ thực lực không mạnh có tìm ra linh vẫn chưa chắc đã bảo vệ được ai, thôi cũng được rồi, ai bảo ta là người tâm hướng thiện đây, không thể để người khác khinh địch bỏ mạng ở đây được, cứu một mạng ngươi hơn xây bảy tầng tháp, vì để tránh cho các ngươi tranh cướp linh dẫn đến cả ốc cũng bay cả ra ngoài, hãy để ta đây một mình thừa nhận quả đắng này đi, ôi hết cách rồi, chính vậy nên mới vô tư quên mình hy sinh vì người đây mà. Vì vậy, Cố Thanh Phong trong nháy mắt kích phát linh hồn lực siêu việt hóa long cảnh đỉnh phong mạnh mẽ của chính mình, gần như trong tức thì, linh hồn lực đã bao trùm lên toàn bộ không gian. Dưới sự dò xét của linh hồn lực đến mức này, toàn bộ một trăm linh dẫn đều không còn chỗ ẩn nấp, linh dẫn tự thân mang theo đặc tính ẩn nút, chỗ nấp cũng vô cùng bí mật, phàm là kẻ có linh hồn yếu hơn đều không thể nào phát hiện ra được, nhưng tất cả những thứ này đối với Cố Thanh Phong mà nói đều là mũi hết. Dưới sức mạnh linh hồn của hắn, những thứ linh dẫn này đúng là còn sáng hơn cả mặt trăng trong đêm tối, có đôi lúc hắn cũng hoài nghi, Ngọc Long bí cảnh này có phải chuyên môn chuẩn bị cho mình không? Nếu không tại sao mỗi ải khảo nghiệm đều là sở trường của mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì, hình như không phải vậy đâu. Rõ ràng rành mình đây ở phương diện nào cũng đều có sở trường đặc biệt, cho nên bất cứ khảo nghiệm nào đều vừa như in với sức lực của mình ấy, đột nhiên, cố thanh phong di chuyển rồi. Chỉ thấy cơ thể hắn hóa thành một bóng tàn ảnh, thoát cái đã lao vào trong bóng râm của rừng cây. Di hình hoáng ảnh soạt 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 trong vòng một giây mười linh dẫn đã nằm trong tay cố thanh phong nhìn linh dẫn to bằng đồng xu trong tay mình phát hiện linh dẫn này hình như do hồn lực kết hợp với ngọc thạch đặc thù nào đó mà thành màu trắng sữa nhờ nhợ bên trong có khắc trận pháp che giấu nhỏ xỉu hơn nữa sau bên trong còn ẩn chứa một lượng cực nhỏ linh hồn lực luôn luôn phát ra một làn sóng tần số dao động đặc thù cảm nhận được loại sóng tần số linh hồn đặc biệt này cố thanh phong liền tỉnh ra loại tầng sóng dao động này chính là mấu chốt để đi qua được quan môn dùng cấp độ linh hồn của mình bây giờ hắn có thể bắt chước được tầng sóng dao động này dễ như bỡn, tiến vào quan môn mà không cần có linh dẫn như vậy cũng rất đúng lúc đấy chớ không cần giữ riêng cho mình có thể bán được lời hơn rồi soạt 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 bóng người quỷ dị của cố thanh phong thuấn di khắp núi rừng nhờ vào tốc độ này từng viên từng viên linh dẫn đều bị hắn lấy đi hết mà những tên thiên kiêu kia đều không cảm giác được sự hiện hữu của cố thanh phong thậm chí ngay cả khi cố thanh phong lướt qua sát bên cạnh họ cũng đều không phát hiện bó tay thôi chênh lệch sức mạnh quá lớn bằng thực lực bây giờ của cố thanh phong chỉ một hơi hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay bẻ gãy hết cổ của đám người ở đây huống hồ là phát hiện hay không sao lại thế này rõ ràng ta cảm nhận được linh dẫn ở đây sao thoáng cái đã biến mất tâm rồi trong núi một vị thiên kiêu chân vũ tông như thấy quỷ nhìn chầm chầm vào trong hốc cây. Nãy rõ ràng hắn đã cảm nhận được, có một mảnh linh dẫn giấu bên trong hốc cây này, thậm chí lúc hắn chạy đến cũng đã nhìn thấy dáng dấp của linh dẫn bên trong đó rồi, ngay lúc hắn vươn tay vào moi ra, một trận gió mát hiu hiu thổi đến, không đào ra cái gì hết. Gặp quỷ thật rồi, chẳng lẽ linh dẫn tự mọc chân chạy? Thật ra không chỉ mỗi thiên kiêu chân vũ tông gặp quỷ, trong núi rừng, mỗi góc khác nhau, đều có người gặp quỷ vài vị thiên kiêu đều cảm nhận ra được linh dẫn nhưng đến được đến nơi lại phát hiện ra linh dẫn vậy đã ly kỳ biến mất thậm chí linh dẫn đã nằm trong tay rồi thế nhưng một trận gió mát hiu hiu thổi qua linh dẫn trong tay không cánh mà bay chừng mấy hơi thở thân ảnh cố thanh phong lại xuất hiện ở trước quan môn bắt đầu chặn cửa mà trước người hắn đột nhiên bày ra sẵn chín mươi chín miếng linh dẫn còn miếng cuối cùng nằm trong tay lý tiểu thúy chương hai trăm linh bảy cố thanh phong vì người quên thân hai cố thanh phong sờ cầm âm thầm suy nghĩ cô gái lý tiểu thúy này đúng là không phải người bình thường nàng ta hình như là người đầu tiên tìm thấy linh dẫn đồng thời lúc sắp bị mình cướp cô ta đã sớm cảnh giác từ trước lập tức cất linh dẫn vào trong nhẫn càng khôn đúng là cũng có chút tài đó cố thanh phong vừa nghĩ vừa moi ra một chiếc nhẫn càng khôn linh hồn lực bá đạo tẩy sạch ấn ký ở bên trên sau đó từ bên trong lấy ra mảnh linh dẫn cuối cùng đặt ở trước người trả lại cho ta, Lý Tiểu Thúy mặt lạnh băng từ trong rừng đi ra, đến trước Cố Thanh Phong vương bàn tay trắng nõn tinh xảo. Cố Thanh Phong mù tịt nhìn, trả cái gì cơ? Nhẫn càng khôn, Lý Tiểu Thúy nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là bị chọc giận lên rồi. Cố Thanh Phong cúi đầu nhìn viên nhẫn trong tay mình, chợt sững sờ, đây là nhẫn của cô á hả? Ta đang nói ai lại vô duyên vứt rác linh tinh ra đây đấy, thì ra là cô à. Sắc mặt Lý Tiểu Thúy càng đen lại rồi, trả trả cho cô, cũng may người nhặt được là thanh niên ba tốt nhặt được của rơi trả người đánh mất đấy, nếu là người khác chắc chắn không trả lại cho cô đâu, cố thanh phong ném nhẫn càng không lại về phía Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy đen xì mặt kiểm tra nhẫn một hồi, phát hiện ngoại trừ Linh dẫn đã không thấy đâu, thì những cái khác đều vẹn nguyên, vì thế Lý Tiểu Thúy lần nữa vương bàn tay trắng nõn nhỏ bé ra, Linh dẫn. Nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn đen xì, cùng với khuôn mặt Loki kia, giống hệt một con búp bê đang giận dữ, Cố Thanh Phong thấy Lý Tiểu Thúy tìm mình đòi linh dẫn, nhất thời kinh ngạc, tiểu muội muội, Cố Tình gây sự cũng phải có giới hạn chứ, ta dựa vào bản lĩnh tìm được linh dẫn, cô chẳng nói chẳng rằng mà đi đòi của ta. Không ngờ gan cô không lớn, nhưng mật thì lại rất to đó, trong phút chốc, sắc mặt Lý Tiểu Thúy trở nên vô cùng khó coi, giống như đang bị người ta sỉ nhục một cách sâu sắc, chỉ nghe cô ta cố nén tức giận nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? ta chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá hội lát nữa cô trực tiếp đấu giá là được thế nào đủ công bằng công chính chưa lý tiểu thúy đen mặt không nói gì yên lặng đi sang một bên cũng không biết đang suy nghĩ cái gì lúc này đám thiên kiêu trong rừng đã tụ tập lại cùng một chỗ thảo luận về những chuyện kỳ lạ xảy ra với mình cái gì linh dẫn của các ngươi cũng biến mất mất rồi thậm chí ta còn tự tay sợ được linh dẫn mà kết quả là chỉ trong phút chốc mà nó đã biến mất này, trong các ngươi có ai có linh dẫn không? Mọi người hai mắt nhìn nhau, sau khi nói rõ một hồi, bọn họ rõ ràng nhận ra có mấy ngàn người nhưng lại không có ai được linh dẫn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ lúc trước bởi vì một cước của thần đã làm cho quy tắc của Ngọc Long bí cảnh kể ra sai sót? Để đợi chút, các ngươi có phát hiện thiếu hai người hay không? Ai, người tống tiền chúng ta, còn có nữ tử tóc trắng đi cùng hắn ta cũng không thấy luôn rồi. Vừa nhắc tới Cố Thanh Phong, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi bỗng nhiên bọn họ chợt nghĩ đến việc này có thể có liên quan đến người này hay không dù sao lúc ấy thủ đoạn quỷ thần khó lường của hắn ta quả thực quá quỷ dị không hay rồi sắc mặt thiên kiêu linh dược sơn đột nhiên thay đổi hình như là đã nghĩ đến chuyện gì đó nhất định là người nọ đã dùng thủ đoạn quỷ dị nào đó lấy đi toàn bộ linh dẫn sau đó một mình tiến vào cửa tiếp theo như vậy sẽ không có ai có thể cạnh tranh với hắn trải qua lời nhắc nhở của thiên kiêu linh dược sơn vẻ mặt mọi người cũng đều thay đổi một số người hét lên mau đến quan môn nhất định phải ngăn được hắn ta vì thế đoàn người nhao nhao bộc phát ra tốc độ kinh người giống như từng mũi tên sắt cùng nhau xông về phía quan môn nhưng mà sau khi bọn họ lao ra khỏi rừng rồi thì lại phát hiện một nam tử đang mỉm cười lẳng lặng đứng trước quan môn giống như chủ cửa tiệm làm ăn bất chính đang chờ khách tới cửa mà trước mặt hắn ta rõ ràng đang bày ra một trăm miếng linh dẫn là linh dẫn quả nhiên là hắn ta làm một trăm miếng linh dẫn toàn bộ đều ở chỗ hắn đầu tiên mọi người đều cảm thấy kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại lập tức tức giận đùng đùng đi tới trước mặt cố thanh phong chất vấn hắn vì sao cướp đoạt nhiều linh dẫn như vậy đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều là kẻ ngốc một ít người thông minh không bị sự tức giận làm cho choáng váng đầu óc bọn họ nhìn cố thanh phong đang cười mỉm kia trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ e dè nghi ngờ rốt cuộc là người này làm thế nào có thể cướp đi tất cả linh dẫn như thế hơn nữa còn không ai có thể phát hiện được thủ đoạn quỷ thần khó lường lần này vốn không phải chỉ nội khí cảnh là có thể làm được hơn nữa người này cướp đi tất cả linh dẫn chỉ cần tiến vào quan môn những người khác đều sẽ bị đào thải như vậy sẽ không ai có thể tranh đoạt truyền thừa với hắn nhưng thế mà người này lại không đi mà ngược lại còn chờ ở cửa cuối cùng thì hắn muốn làm gì đây Cố Thanh Phong mỉm cười nhìn khách hàng của mình, không thèm để ý đến việc đối phương đang chất vấn nguyền rủa. dù sao khách hàng cũng là thượng đế mà. Chư vị, bản thân ta là người lương thiện, không đành lòng để các ngươi vì tranh đoạt linh dẫn mà mất đi sinh mệnh trẻ tuổi một cách vô ích cho nên đã đặc biệt chuẩn bị một phương thức hòa bình, giải quyết việc này, đó chính là, chương 208, tổ chức đấu giá trong bí cảnh Cố Thanh Phong vừa nói một nửa. Trong đám người đột nhiên truyền ra một giọng nói không được vui mấy, nói như vậy, quả nhiên là ngươi cướp linh dẫn của bọn ta. Mọi người đừng nghe hắn nói lung tung, mau động thủ. Chúng ta đông người, không sợ. Phanh Một tiếng nặng nề chợt vang lên, giọng của người nọ đột nhiên dừng lại, cả người giống như bị đạn pháo đánh trúng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, bay luôn vào rừng, âm âm âm. Vô số tiếng cây cối gãy đổ truyền đến, giống như chơi bao liên, đụng phải cả một đám cây trong nháy mắt con ngươi của mọi người co lại thành hình kim, trên mặt lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Nhanh quá! Là khi nào vậy, bọn họ hoảng sợ nhìn Cố Thanh Phong đang mỉm cười, trong lòng phút chốc lại sinh ra sự sợ hãi, bởi vì ngay cả Cố Thanh Phong ra tay như thế nào bọn họ cũng không nhìn thấy, cứ như như từ đầu đến cuối Cố Thanh Phong chẳng động đậy chút nào, nhưng người nói chuyện cũng đã bị bay ra ngoài rồi, thực lực bậc này, tốc độ như vậy, chỉ sợ nếu như người trước mắt muốn giết người thì ngay cả mình chết như thế nào tất cả mọi người ở đây cũng chưa kịp biết mà mạng thì đã mất luôn rồi tại sao vì sao loại cường giả thế này lại có thể tiến vào ngọc long bí cảnh không phải là hạn chế chân khí cảnh trở lên tiến vào sao cường giả có thể là tông sư này cũng đã trà trộn vào rồi thủ hộ chi linh đâu không nhanh chóng ra ngoài quản lý đó chính là tổ chức một buổi đấu giá cố thanh phong không hề có cảm giác không thích hợp mà tiếp tục nói giống như khúc nhạc đệm vừa rồi chưa hề xảy ra như các ngươi nhìn thấy một trăm miếng linh dẫn tất cả đều ở đây mà ta sẽ dùng hình thức một buổi đấu giá toàn bộ bán đấu giá rồi đưa hết vào tay các vị tuyệt đối công bằng công chính các ngươi có gì muốn nói không yên tĩnh yên tĩnh như chết mọi người nhìn về phía khuôn mặt đang mỉm cười của cố thanh phong giống như nhìn thấy một hung thần từ trong địa ngục bò ra rất tốt xem ra mọi người cũng giống như ta đều là người yêu chuộng hòa bình không đành lòng nhìn cảnh đổ máu xảy ra như vậy ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu mỗi một linh dẫn giá khởi điểm một ngàn lượng vàng yên tĩnh vẫn im lặng đến nỗi nghe được tiếng kim không ai nói chuyện không ai ra giá mọi người giống như bị dọa choáng váng ngơ ngác đang lúc cố thanh phong nhíu mày lý tiểu thúy vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng một ngàn lượng vàng gầm lên vẫn là ngươi chơi trên cơ cố thanh phong khen ngợi nhìn lý tiểu thúy một cái sau đó cố ý nói cực chậm chờ người khác tăng giá một ngàn lượng vàng lần một một nghìn lượng vàng lần hai một nghìn lượng vàng này không ai trong số các người muốn tăng giá sao lẽ nào không muốn đến cửa ải tiếp theo sao không muốn đạt được truyền thừa bí cảnh trở thành một chữ sánh ngang vương sao mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhào nhào lắc đầu không có ai ra giá bọn họ nghĩ thầm đùa dẫn cái gì chúng ta cũng không phải kẻ ngốc nữ tử tóc trắng này cùng một bọn với ngươi cùng cô ta đấu giá chẳng phải là giúp cô ta nâng giá cả lên cao sau đó trả lại tiền cho cô ta còn tiền của bọn ta thì phân chia ba bảy sao ai một ngàn lượng vàng lần thứ ba chúc mừng lý tiểu thúy nhận được một vé vào cửa thứ ba cố thanh phong bất đắc dĩ nói lập tức dẫn linh cho lý tiểu thúy lý tiểu thúy cũng không kỳ kèo trực tiếp lấy ra một ngàn lượng vàng cố thanh phong thu lại hoàng kim âm thầm cảm khái mười cô gái nhỏ thì chín cô giàu người xưa đúng là không hề lừa ta mà lý tiểu thúy bình tĩnh nhìn hắn một cái lập tức xoay người tiến vào quan môn sau khi tiến vào quan môn vẻ mặt bình tĩnh của cô ta biến mất thay vào đó là sự lo lắng lo lắng cho thực lực của cố thanh phong cô trăm triệu lần không nghĩ tới cố thanh phong thế mà lại có thực lực như vậy vừa mới một thời gian ngắn thôi mà thực lực thể hiện ra đã đủ để sánh ngang với tông sư làm thế nào mà như thế được hắn không phải bị tiên thiên tông sư đoạt xá rồi đó chứ chưa từng nghe nói qua sau khi đoạt xá có pháp môn nào giúp nhanh chóng khôi phục thực lực như vậy mà hơn nữa hắn đúng là tụ khí bát trọng bằng không cũng không vào được bí cảnh nói cách khác hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể cũng đủ để sánh ngang tông sư đáng ghét con người làm sao có được thân thể mạnh mẽ như vậy kiểu mạnh thế này cho dù là yêu ma tông sư cảnh tầm thường cũng không làm được người đã đoạt xá hắn rốt cuộc là ai loại thực lực này thật sự là bất lợi cho việc thực hiện kế hoạch của mình được rồi tiếp tục buổi đấu giá miễn linh dẫn thứ hai giá khởi điểm vẫn là một ngàn lượng vàng cố thanh phong mỉm cười nói mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trầm mặc một lát đột nhiên có người nói ngươi vừa nói ngươi muốn đem một trăm linh dẫn toàn bộ bán đấu giá, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến vào cửa tiếp theo sao? Ừm, không muốn. Cố Thanh Phong thề son sắc nói. Làm tiền bối của các ngươi, tất nhiên ta muốn nhường lại cơ hội cho những người trẻ tuổi, cho nên các ngươi yên tâm. Một trăm linh dẫn toàn bộ đều được bán đấu giá, không chừa lại cái nào đâu. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ nghi ngờ, chẳng qua cũng không nói thêm gì, thời gian ước chừng lại qua thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng có một người giơ tay lên ta trả một ngàn lượng vàng. Chương 209, nhà họ cố của tôi là hậu duệ của thần. Một, cố thanh phong mang vẻ mặt vui mừng nhìn người nọ, nói chuyện với tốc độ cực kỳ thông thả, rất tốt, một ngàn lượng vàng lần thứ nhất, một ngàn lượng vàng hai lần, một ngàn lượng vàng. Nhắc nhở hữu nghị một câu, chẳng lẽ các ngươi không muốn dẫn đầu tiến vào cửa tiếp theo sao? Phải biết rằng, đi vào càng sớm, nghĩa là thời gian qua cửa của các ngươi sẽ nhiều hơn người khác, sẽ dễ dàng chiếm được truyền thừa hơn một ngàn lượng vàng thứ ba, ta ra một ngàn một trăm lượng, rất tốt. Cố Thanh Phong nở nụ cười, còn có ai ra giá hay không? Bất lão đang thần luyện chi pháp, một chữ sánh ngang vương, ngay trước mắt các ngươi, lúc này không nên đau lòng vì mất tiền. Một khi các ngươi đạt được truyền thừa, vinh hoa phú quý, quyền lực mỹ nhân, muốn gì có đó. Các ngươi còn do dự cái gì chứ? Tâm động không bằng hành động, mau ra giá đi. Lời nói của Cố Thanh Phong mang theo sự mê hoặc làm cho tim mọi người đều đập thình thình. Bọn họ đều có những tính toán cho riêng mình, ai cũng biết, đi vào cửa tiếp theo càng sớm thì thời gian có được sẽ càng nhiều, nói không chừng thẳng lợi cuối cùng chỉ hơn kém nhau ở một giây trước mắt này thôi, nghĩ đến đây, mọi người cũng không còn do dự nữa. 1.200 lượng 1.300 lượng 1.500 lượng Ta trả 2.000 lượng cuối cùng vẫn là thiên kiêu của Linh Dược Sơn hào phóng nhất, ai bảo người ta bán thuốc chứ, giàu có như vậy đấy. Một câu hai ngàn lượng lớn ác tất cả âm thanh, đang lúc hắn cho rằng sắp mua được rồi thì đột nhiên, một giọng nói lại chen vào. Là người của cố gia, tứ đại gia tộc đế đô. Dám hỏi tiền bối, Linh Binh đang dược có thể bù cho tiền không? Có thể, cố thanh phong mỉm cười nhìn người họ hàng vừa nhận của mình. Được, ta đưa ra một kiện linh binh huyền giai trung phẩm, giá này vừa ra, trong lúc nhất thời, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, giá thị trường của linh binh huyền cấp trung phẩm cơ bản khoảng 5.000 lượng vàng, làm gì có kiểu tăng giá nào như vậy, ngày thường cố gia này xếp cuối ở trong tứ đại gia tộc đế đô, ai ngờ thế mà lại hào phóng như vậy, thiên kiêu cố gia nhìn mọi người khiếp sợ, trong lòng âm thầm đắc ý, một đám quỷ nghèo mà cũng muốn cạnh tranh cùng hậu duệ của thần. Thật ra trước kia cố gia thật sự không hào phóng như vậy, chủ yếu là mấy ngày trước trong gia tộc xuất hiện một vị thần, bằng vào danh tiếng của thần, gia tộc cũng theo như thuyền theo nước dân lên cao. Tuy nói thần đi rồi, nhưng ngày đó thần vì bảo vệ sự an toàn cho cố gia mà không tiếc tha cho bộ yêu một mạng, chuyện này đã truyền ra ngoài từ lâu, điều này nói lên điều gì, chứng tỏ thần vẫn luôn quan tâm đến cố gia. Một vài người sáng suốt mấy ngày nay đã đến giao hảo với cố gia không ít lần, tất nhiên lễ vật thu được cũng nhiều hơn, cho nên mới hào phóng lên hơn nữa sở dĩ thiên kiêu thiên kiêu cố gia bỏ ra một số tiền lớn như vậy chính là vì nhanh chóng lấy được linh dẫn dẫn đầu mọi người tiến vào cửa thứ ba chiếm lấy ưu thế đang lúc hắn cho rằng lấy được chắc rồi thì một giọng nói lại đột nhiên vang lên ta trả một bình huyền nguyên đan huyền nguyên đan huyền nguyên đan giá thị trường tám ngàn lượng vàng ai vậy ai giàu có như vậy mọi người kinh hô nhìn lại phát hiện đúng là thiên kiêu của linh dược sơn thì ra là Linh Dược Sơn, khó trách, khó trách, đối với chuyện người của Linh Dược Sơn có thể lấy huyền nguyên đang ra, chẳng ai cảm thấy kỳ lạ cả. Trong phút chốc, vẻ mặt thiên kiêu cố gia trở nên khó coi, hung tận nhìn chầm chầm thiên kiêu Linh Dược Sơn nói, hai kiện linh binh huyền giai trung phẩm, thiên kiêu Linh Dược Sơn sắc mặt kiêu biến, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, lập tức lại muốn mở miệng tăng giá. Ai ngờ lúc này, thiên kiêu cố gia đột nhiên uy hiếp nói, cố gia ta chính là hậu duệ của thần miếng linh dẫn thứ hai này ta bắt buộc phải có, hy vọng mọi người cho cố gia chút mặt mũi. Vừa nói ra bốn chữ hậu duệ của thần, thiên kiêu linh dược sơn vừa muốn giơ tay lên nhất thời trở nên cứng đờ, do dự một lát, cuối cùng vẫn buông tha. Ai cũng biết cố gia xuất hiện một vị chân thần, hiện giờ cũng giống như mặt trời ban ngày, không thể đối địch với họ. Cố Thanh Phong ở một bên nhìn thấy màn này, nhất thời tức giận không nhìn nổi, lấy danh hào lão tử, thế mà còn dám ảnh hưởng đến chuyện kiếm tiền của lão tử muốn chết sao? Thiên Kiêu Cố Gia thấy không có người cạnh tranh, nhất thời đắc ý cười, đang muốn tiến lên lấy linh dẫn, ai ngờ Cố Thanh Phong đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút, ta vừa nói rồi, lần đấu giá này tôn trọng nguyên tắc công bằng công chính, ngươi dám lấy thế áp người, lần đấu giá này không tính. Linh Dược Sơn Tiểu Tử, ngươi tiếp tục tra giá, yên tâm, ta sẽ làm chủ cho ngươi, cam đoan không thiên vị bất kỳ một người nào. Thiên Kiêu Cố Gia ngây ngẩn cả người thế gian này thế mà vẫn còn có người dám không cho thần mặt mũi muốn chết sao chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm xuống vì tiền bối này cố gia ta chính là hậu duệ của thần mặc dù hiện tại đang ở trong bí cảnh nhưng ngươi có thể cam đoan cả đời không đi ra ngoài sao ngươi phải suy nghĩ rõ ràng sau khi đắc tội với thần rồi âm âm thanh nổ lớn trong nháy mắt vang lên thiên kiêu cố gia vốn đang nói chuyện trực tiếp hóa thành tàn ảnh bay ngược ra ngoài hủy diệt một mảng lớn hoa cỏ cây cối. Được rồi, mọi người tiếp tục. Cố Thanh Phong thản nhiên nói như không có việc gì, giờ khắc này, trong sân không ngừng vang lên tiếng nuốt nước miếng hít vào hít thở không khí lạnh. Thần Hậu duệ của thần lại cứ bị đánh bay như vậy. Ngay cả thần mà người này cũng không quan tâm, chẳng lẽ là một tên điên. Chương 210, nhà họ cố của tôi là hậu duệ của thần, hai, ra giá. Các ngươi nhìn ta làm gì thế? tiểu tử Linh Dược Sơn, nói người đó, nhanh chóng tăng giá đi. Cố Thanh Phong nhíu mày nói, a a, à, ta trả hai bình huyền nguyên đan. Thiên kiêu của Linh Dược Sơn ngất ngay, người trước mắt này rõ ràng chính là một tên điên. Thôi kệ đi, hay là cứ ngoan ngoãn tiêu tiền giải nạn thôi, còn ai cao hơn không? Cố Thanh Phong nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có ai lên tiếng, vì thế vui vẻ thu lấy huyền nguyên đan, đưa cho Thiên Kiêu Linh Dược Sơn một tấm linh dẫn đi vào đi đa đa tạ tiền bối tiểu tử này nhận linh dẫn xong rồi chạy như trối chết chui vào trong quan môn mọi người thấy cố thanh phong thật sự tuân thủ ước định thật sự đưa linh dẫn trong lòng nhất thời cũng thả lỏng tuy người này là tên điên nhưng ít nhất cũng là một người điên có nguyên tắc được rồi miếng linh dẫn thứ ba chúng ta tiếp tục có tấm gương sáng ở phía trước mọi người cũng không lo lắng nữa ào ào ra giá đấu giá nửa canh giờ sau một trăm linh dẫn đã được bán đấu giá xong toàn bộ, cố thanh phong cũng kiếm được đầy chậu đầy bát, cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai đã xong rồi, ít nhất hắn cũng kiếm được mấy trăm vạn lượng vàng, còn có vô số linh binh đang dược thiên tại địa bảo, thật sự quá giàu có. Đây có thể xem là lần kiếm tiền lớn nhất trong cuộc sống trước mắt của hắn, không còn cách nào, ai bảo hôm nay tụ tập tất cả đều là đám thiên kiêu của các gia tộc đứng đầu các môn phái đứng đầu, thế lực sau lưng những người này đã được xưng là nhóm cao nhất của vương triều đại viên có rất nhiều tiền đám nghèo kiết xác còn lại không có tiền đấu giá linh dẫn đành cam chịu bị loại bỏ nhưng giữ được tính mạng cố thanh phong nhìn bọn họ ảo não rời đi lập tức trong lòng lại cảm thấy rất có cảm giác thành tựu hắn lại cứu vớt nhiều sinh mệnh tuổi trẻ tươi mới như vậy năm xưa ở cửa thứ hai máu chảy thành sông hôm nay dưới sự dẫn dắt của ta không có người nào bị thương thật là công đức vô lượng còn hai người bị đánh bay mất. Chà, không tính, Cố Thanh Phong vui vẻ đếm số vàng kiếm được, ánh sáng vàng chói lọi làm hắn đau mắt, nước mắt không tự chủ được chảy ra từ miệng. Còn cửa thứ ba, Cố Thanh Phong là không vội chút nào, bởi vì cho dù là cửa ải nào đi chăng nữa, với thực lực của hắn cũng có thể dễ dàng qua kiểm tra, dù gì nếu lỡ như thật sự không qua cửa vậy thì dùng một quyền đánh vỡ cửa là được rồi. Còn lỡ như truyền thừa bị người khác lấy trước mất thì cũng không sao cả ai lấy được thì chỉ cần đánh chết người đó thôi. Cường giả hóa long cảnh đi vào bí cảnh do cấp tông sư bố trí sẽ tùy ý như vậy đấy. Có nhiều việc đến đâu thì kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất. Cửa thứ ba, đây là một phòng luyện đang khổng lồ, tường đá bao kín xung quanh nhìn như đục hết một quả núi để xây lên. Mà ở bên trong phòng luyện đang bỗng chốc có một trăm lò luyện đang bằng đồng mà bên cạnh mỗi lò luyện đang đều có một bàn đá bày la liệt đủ loại dược liệu, chúng chia làm mười hàng mười cột mỗi một lò luyện đang đều cách xa nhau mấy chục thước, tất cả đều được bao trùm bằng một màn hào quang mờ mờ. Ngay sau đó, một vần sáng trắng chói mắt đột nhiên lóe lên trong màn hào quang của cột đầu tiên hàng thứ nhất, vần sáng kéo dài một lúc rồi tiêu tán, bóng dáng Lý Tiểu Thúy bất ngờ xuất hiện bên trong màn hào quang. Lý Tiểu Thúy lặng lặng đứng ở bên trong màn hào quang, nhìn lò đang trước mặt ước chừng cao tương đương hai lần cơ thể cô, trong mắt không có chút ngạc nhiên nào, hiển nhiên đã sớm biết cửa thứ ba là cái gì lúc này bên trong màn hào quang của Lý Tiểu Thúy vang lên tiếng của linh hồn thủ hộ thử thách của cửa thứ ba là kiểm tra trình độ luyện đan sử dụng công cụ luyện đan trước mặt trong hai canh giờ ai có thể luyện ra ngọc hoa đan bảy phần thì có thể ra khỏi cấm chế tiến vào vùng đất truyền thừa giới hạn chỉ lấy 10 người đứng đầu Lý Tiểu Thúy mặt không cảm xúc lập tức cầm dược liệu trên bàn đá lên bắt đầu luyện chế ngọc hoa đan bộ dạng thuần thục giống như đã luyện qua vô số lần ngay sau đó một vần sáng trắng lóe lên vào trong màn hào quang ở hàng thứ nhất cột thứ hai sau khi vần sáng tan đi bóng dáng của thiên kiêu linh dược sơn hiện ra giọng nói của linh hồn thủ vệ cũng vang lên bên trong màn hào quang của hắn hoàn toàn giống với lý tiểu thúy thiên kiêu của linh dược sơn hít sâu một hơi vẻ mặt chăm chú cũng bắt đầu luyện đan theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều những vần sáng trắng lóe lên trong màn hào quang từng bóng dáng linh dẫn dần xuất hiện sau khi bọn họ nghe xong lời của linh hồn thủ hộ đều lần lượt vội vàng bắt tay vào luyện đan. Không một ai nói chuyện, cũng không có ai nhìn đông ngó tây, bây giờ bọn họ đều phải dằn giật từng giây, hết sức chăm chú luyện đan, bởi vì chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể đi vào vùng đất truyền thừa. Ngọc Hoa đan là loại đan dược có độ khó rất cao, vô cùng khó để luyện chế thành công, nhưng đối với thiên kiêu được các thế lực lớn nuôi dưỡng chuyên biệt mà nói thì cũng không tính là khó, cơ bản là có thể luyện được. Khó khăn thực sự là các yêu cầu là 7 phần tỷ lệ là cái dùng để chỉ phẩm chất của tiên dược để luyện ra một viên đan dược phải thu thập nguyên liệu bảo quản lựa chọn lò đan khống chế ngọn lửa kỹ năng luyện chế v v mỗi một quá trình đều có thể dẫn đến việc dược lực bị hao tổn gần như không thể tránh khỏi